chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh tin tức 24 giờ TV. Chúc quý vị có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời. Đừng quên click vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở bên dưới tay phải màn hình của các bạn để nhận những tin tức mới hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày nhé. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống của ta có muôn vàn điều kỳ lạ, thú vị và chúng ta chưa thể khám phá được hết. Và hôm nay chúng tôi xin gửi đến các bạn một câu chuyện hấp dẫn trong chuyên mục Chuyện lạ của ta. Mời quý vị và các bạn cùng đón xem. Đang đào đường bỗng thấy chỗ đất bị sụt lở, kéo máy xúc lên mới chết ngất tại chỗ, quái vật 140 năm. Đoạn video được đăng tải trên YouTube ghi lại toàn bộ hình ảnh của loài bò sát khổng lồ, bị xích phía sau một chiếc xe tải, con quái vật có kích thước quá lớn để nhốt lại. Thông tin được đăng tải cùng với đoạn clip cho thấy, loài sinh vật này cuộn tròn phía dưới đoạn đường đất ra khỏi hang động sau khi nhóm các công nhân xây dựng tiến hành đào đất làm đường. Theo đó, thì một người công nhân làm đoạn đường này cho biết đêm hôm trước, ông đã nằm mơ nhìn thấy một con rắn lớn. Sau đó, ông đã báo cho người quản lý với mong muốn ngừng công việc thi công lại nhưng bị phớt lờ. Đang đào gốc cây vứt cuốc bỏ chạy tưởng rắn, nhưng quay lại sau đó vì biết mình sắp giàu to. Trong cuộc sống có vô số kiểu may mắn mà không ai ngờ. Đang đi đường nhặt được tiền, mua vé số dạo ai ngờ trúng độc đắc. Nhưng sự may mắn của người đàn ông sau đây sẽ khiến bạn vô cùng kinh ngạc. Trong dịp về quê nghỉ ngơi, anh ta bỗng thèm ăn măng và quyết định đi đào. Khi càng đào sâu, người đàn ông càng thấy lạ nhưng mà anh vẫn tiếp tục đào tiếp. Đến độ sâu nhất định, anh bỗng thấy một thứ lạ nhú lên vô cùng kinh hãi giống như đầu của nhiều con rắn. Người đàn ông này liền ném cuốc bỏ chạy. Chạy thục mạng về nhà không dám quay đầu nhìn lại dù một cái, cho đến khi bình tĩnh hơn, anh quyết định đến nhặt lại cây cuốc. Dọc đường đi hồi tưởng lại những cái đầu nhú lên từ mặt đất, anh thấy rợn hết người. Đến nơi vứt cuốc, anh cúi người nhặt lên, theo phản xạ liếc sang chiếc hố măng hôm qua. Sự tò mò đã thôi thúc anh lại gần, chẳng biết từ bao giờ đôi chân đến sát mép hố. Đánh liều nhìn xuống một lần và hốt hoảng kêu lên một cách đáng sợ, rồi tiếp tục bỏ chạy lần nữa. Bỗng trong đầu anh lại lóe lên suy nghĩ tại sao những cái đầu kia không nhúc nhích cử động, từ hôm qua đến giờ vẫn nằm im một vị trí. Quay lại lần nữa, anh lấy que chọc thử, thấy những cái đầu này không phản ứng. Lấy cuốc đào sâu hơn, anh phát hiện ra đây là những gốc cây, chúng vàng óng và đẹp đến lạ kỳ. Ngồi ngắm nghía 7 cái gốc cây này, người đàn ông cảm thấy rất thích thú. Chúng phát ra màu vàng óng hút người nhìn, có lẽ đây là một cây quý hiếm chăng? Anh bỗng nhớ đến câu chuyện về người nông dân đổi đời sau khi tìm thấy những thứ lạ trong lúc lao động. Đúng suy nghĩ của anh, quả thực may mắn đã tìm đến. Đây chính là cây quý hiếm, chúng có chiều cao từ 15-17cm, không phân nhánh hoặc từ gốc 2-4 nhánh, một nhánh từ 1.5-2.2cm. Những chiếc lá được sinh ra ở gốc có hình tam giác. Sau khi kiểm tra điện thoại thông tin về loài cây này, anh vô cùng sung sướng, thì ra may mắn luôn đến bất ngờ như thế. Anh chia sẻ với mọi người và ai cũng vô cùng vui vẻ chúc mừng anh. Cứ tưởng gặp thứ nguy hiểm, ai ngờ lại gặp một vận may hiếm có trong đời. Nếu một ngày nào đó bạn cũng tìm được những thứ kỳ lạ, đừng vội vứt nó đi. Hay mặc kệ nó mà hãy đi tìm thông tin về nó, biết đâu thần may mắn đã nhìn trúng bạn rồi. Ngôi làng nhiều vàng bạc châu báu nhất Trung Quốc, xách túi ni lông đựng vàng ròng đi ngoài đường cũng chẳng lo bị cướp. Không cần đến Dubai, người ta vẫn có thể bị choáng ngợp vì vàng ròng ở một ngôi làng đặc biệt tại thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc, nơi được ca ngợi là có xách túi ni lông đựng vàng thỏi đi tung tăng ngoài đường cũng chẳng lo bị cướp. Người Trung Quốc có câu rằng, ở Trung Quốc muốn xem vàng thì đến Thâm Quyến, còn ở Thâm Quyến muốn xem vàng thì đến làng Thủy Bối. Và quả thực khi đặt chân đến ngôi làng có cái tên mỹ miều này, người ta mới thấy câu nói trên không ngoa chút nào. Phóng tầm mắt sang hai bên đường, bạn sẽ choáng ngợp trước các loại quảng cáo vàng bạc châu báu được dán chi chít như nấm mọc sau mưa. Nhìn đâu cũng thấy những nhân viên kinh doanh vàng bạc mặc đồng phục cầm trên tay những tấm biển thu hút sự chú ý của khách hàng. Trong vùng đất rộng khoảng 1,1 triệu mét vuông ấy, có tới 2.000 doanh nghiệp, hơn 1.000 cửa hàng kinh doanh và hơn 20 trung tâm giao dịch vàng bạc châu báu, chiếm tới hơn 70% tổng giao dịch các sản phẩm vàng bạc ở Trung Quốc. Tại làng Thủy Bối, bạn có thể dễ dàng tìm được nhà cung cấp sỉ hoặc lẻ hay những xưởng chế tác vàng uy tín. Ở đây, ngoài các loại trang sức, người ta thích kinh doanh vàng thỏi có trọng lượng 1kg với giá niêm yết thay đổi theo từng ngày, dao động khoảng 260.000 đến 270.000 tệ, tương đương 860 đến 893 triệu đồng một thỏi.
Khi dạo chơi ngoài đường, bạn dễ dàng bắt gặp những con người đang hối hả đi lại với túi ni lông, túi lớn, túi nhỏ trên tay. Nhìn bên ngoài, có thể bạn nghĩ rằng người ta vừa đi chợ về nên mới xách theo nhiều đồ đến vậy. Thế nhưng bạn có biết không, trong những chiếc túi xấu xí ấy lại chứa rất nhiều thỏi vàng cực kỳ giá trị. Nhưng tại sao họ lại vô tư xách theo cả gia tài trong một chiếc túi ni lông mỏng manh? Họ không sợ bị cướp ư? Hay vì họ đang sử dụng chiến thuật, nơi an toàn nhất chính là nơi nguy hiểm nhất để qua mặt lũ đạo trích? Kỳ thực tại ngôi làng Thủy Bối, đúng là chẳng cần phải lo lắng về vấn đề an ninh. Bởi trật tự trị an ở đây vô cùng tốt. Cứ cách 20 mét lại được lắp đặt một chiếc camera giám sát. Còn lực lượng cảnh sát thì đi tuần như mắc cửi trên đường phố bất kể giờ giấc. Bên cạnh đó, dân làng còn mạnh tay chi tiền mời công ty bảo vệ tới để đảm bảo an ninh chung. Và tất nhiên, mỗi công ty cửa hàng cũng không quên thuê thêm vệ sĩ cho riêng mình. Và lớp bảo vệ dày đặc từ trong ra ngoài khiến lũ trộm cắp cũng khó có cửa hành nghề. Và lại với số vàng thỏi nặng trịch, không phải tên đạo trích nào cũng đủ khả năng ngụy trang hay chiếm đoạt chiến lợi phẩm đâu. Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và share video. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc bên phải màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay, hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong các bản tin tiếp theo.